Sự thay đổi của khách hàng cũng chính là niềm vui và động lực của các cộng tác viên cũng như là công ty sản xuất và người sáng lập công ty Hùng Food. Và Tân Hùng ngày hôm nay rất là vui khi bên cạnh Hùng là em Bích, là một khách hàng đã tin tưởng sử dụng. Trong thời gian ngắn thôi thì đã giảm được một số lượng đáng kể. Thì không biết là em đã giảm được bao nhiêu kg? Wow, gần 10 kg trong vòng bao nhiêu lâu em? Wow, và nói đây là trước hết là anh rất là khâm phục cái nghị lực của em đã quyết tâm là mình thay đổi, mình giảm ký, và dường như là bây giờ bóc dáng như là em đã hài lòng chưa? Quá đẹp, bởi vì anh thấy là rất là gọn gàng và rất là thanh thoát. Và trong quá trình mà giảm ký ấy, thì đối với em nó có bị áp lực gì nhiều không? Thực sự thì các loại hạt của công ty Hùng Food lựa chọn thì cũng là những cái dòng hạt mà cao cấp nhất, có nhiều hàm lượng protein thực vật cũng như là omega. Vì thế cho nên là chúng ta có thể yên tâm, có thể thay thế được những bữa ăn sáng và bữa ăn tối. Đây là một sự thay đổi mà Hùng tin rằng là nếu ai muốn thay đổi và muốn trải nghiệm những sản phẩm của công ty Hùng Food thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được những kết quả tương xứng, giống như là Bích đã tin tưởng sử dụng trong 4 tháng và giảm xuống 10 kg. Xin được chúc mừng em, và công ty Hùng Food cũng có những món quà để dành tặng cho em. Đó chính là 1 năm sử dụng những dòng sản phẩm của công ty Hùng Food. Chúc em lúc nào cũng tươi trẻ này và luôn là người truyền cảm hứng cho tất cả những người yêu sức khỏe. Em nói thêm gì nữa chưa? Em có thể nói một chút để cho protein này có khả năng là rất tốt cho các khả năng bao tử của mình, thay thế bữa sáng. Khi mình đi làm mà mình làm biến ăn đó, mình có thể mình ăn thêm cái uống thêm cái protein này có thể rất tốt cho sức khỏe mình. Bích đã lựa chọn sản phẩm để thay thế bữa sáng và đã có được một cái sự kỳ vọng xứng đáng. Tất cả trong vòng khoảng thời gian ngắn thôi đã xuống được 10 kg, thì hôm nay công ty Hùng Food cũng cảm thấy sự thay đổi của em cũng chính là niềm vui và động lực của tất cả mọi người. Cảm ơn Bích và cảm ơn tất cả những khách hàng đã tin tưởng.